Quý vị và các bạn thân mến, vài năm trước đây, rất nhiều người biết đến Sư Minh Tuệ qua kênh YouTube Nhân Gà Vlogs. Hình ảnh sư được quay lại tại một hang đá núi Sạn ở Nha Trang, Quan Sơ. Qua video, sư không thuyết pháp, cũng không tự nói về bản thân mình, mà chỉ trả lời, chia sẻ khi được hỏi một cách rất chân thực về hành trình tu tập của mình. Điều mà mọi người quan tâm chú ý hơn cả là những chia sẻ về việc thực hành trì giới của sư. Và mọi người nhận ra, Sư Minh Tuệ đọc nhiều, hiểu rõ về Kinh Nikaya và hành y theo những lời Đức Phật dạy. Từ đó có nhận định rằng đây là một bậc chân tu. Cho đến hôm nay, Sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới. Chúng ta không nên dùng từ nổi tiếng đối với một bậc tu hành và có sức lan tỏa rộng khắp vượt ra cả biên giới quốc gia. Và nhiều câu chuyện về Sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó, rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ có, chê bai, miệt thị có, muôn nẻo trần ai. Nhưng may thay, những người nghĩ tiêu cực về ông vẫn là thiểu số. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh Đầu Đà. Một số nhìn vào hành trang và y giáo của ông mà phỉ báng, nào là điên khùng, nào là hành sát, thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những kẻ phỉ báng ông đâu biết rằng Sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chánh pháp. Ông làm theo những lời dạy trong Kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, một lối sống trong sạch thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục tri túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh Đầu Đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Cái khổ hạnh ấy là ép sát, hành sát khiến cho cơ thể phải chịu nhiều đau đớn, có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy, khổ hạnh Đầu Đà, nghĩa nào đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân. Nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người, có từ di truyền và học hành, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh tuệ. Cho nên, Đức Phật nói, ở đâu có giới hạnh thì ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành hạnh Đầu Đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu. Vì ở pháp này, giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn diệt tham sân si. Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi giảm cái tham ngủ, vì nằm sẽ dễ ngủ say ly bì. Mặc ba y, thực chất là một bộ, nhu cầu tối thiểu giảm sự lệ thuộc, tham ái vào y phục. Một số người lại chỉ trích, hạnh Đầu Đà sao không sống độc cư trong rừng mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì? Xin thưa rằng, thời nay, tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể được. Và sư cũng từng có thời gian ẩn tu trên núi Sạn. Vậy, tại sao ông quyết định chọn lựa cách đi bộ hành khắp đất nước? Như ông đã trả lời, đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực ra, nếu hiểu sâu, thì ông đang thực hành đúng chánh pháp Như Lai. Vì đi như vậy là cách để ông chánh niệm thân, thọ, tâm, pháp. Vì phải sống trong khổ, biết khổ, chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Khi đó, khổ sẽ tự chấm dứt, chứ không phải mong thoát khổ để được lạc. Trên bước đường của sư, nếu ông bị cám dỗ bởi vật chất tiền bạc, sắc đẹp, tức là cái tham dục đã khởi lên, hay ông cảm thấy bị phiền toái khi nhiều người dây quanh, quấy nhiễu, tức là cái sân đã nổi lên. Do đó, nếu chỉ ẩn tu, chưa chắc chế ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục.
lại có nhiều kẻ phê phán rằng ông đi như thế có lợi ích gì cho xã hội. Cả xã hội ai cũng đi như ông ấy thì có gì ăn? Đây là những câu hỏi thiển cận, có tính chất ngụy biện hoặc đề cao quá về bản thân mình. Thế thì hãy tự hỏi mỗi người trong chúng ta đã làm gì cho xã hội? Ai cũng có phần đóng góp cho xã hội, không nhiều thì ít, và những giá trị con người có thể tạo ra không chỉ được định lượng bằng vật chất, mà còn ở tinh thần. Lẽ thường, cái mà ta làm được dễ nhìn thấy là do bản thân và gia đình, nhưng cái mà sư Minh Tuệ đã và đang làm cho xã hội lớn lao và rõ nét hơn ta rất nhiều. Đó là sư đã giúp nhiều người thấy được hình ảnh của Phật giáo Nguyên Thủy và bóng dáng tu hành cuộc đời Đức Phật. Sư như một tấm gương chiếu yêu, có thể làm lộ ra chân tướng của một số sàm tăng, chuyển khoản tăng, hiển kế tăng, vân vân. Sư đã khiến nhiều người đang mê lạc, tà đạo, thức tỉnh trở về với ánh sáng của chánh pháp. Sư đã khiến nhiều người vẫn giữ được niềm tin vào Phật giáo, và ngay cả những tín đồ tôn giáo khác cũng có cái nhìn thiện cảm và mến mộ đạo Phật. Sư đã khiến nhiều người tự soi xét lại chính mình mà giảm bớt tham sân si trong cuộc sống. Thậm chí, không ít người còn buông bỏ tất cả mà xuất gia theo bước chân của sư. Và nghĩa nào đó, sư đã khiến cho tình người gần gũi hơn, xã hội hòa ái hơn. Vậy, nếu xã hội mà cứ làm được như sư thì tốt biết bao. Khi đó, tôi tin chắc rằng xã hội không chỉ có ăn có mặc mà còn có một đời sống an lạc hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, làm như sư sẽ không được mấy người đâu. Lại có người thắc mắc rằng, sao thầy tu mà xưng con, không xưng thầy với người khác? Thứ nhất là, ông đã chọn con đường buông xả, không còn ràng buộc việc tụ tập ở chùa cũ, cũng như không nhận mình là sư thầy của ai cả, cốt để khỏi ảnh hưởng đến bất cứ ai và không bị phiền hà về chuyện giấy tờ tu sĩ. Thứ hai là, việc tự xưng thầy của các nhà sư với Phật tử ngày nay chỉ là thói quen trong giao tiếp, không có sự ràng buộc nào. Suy cho cùng, đó là văn hóa ứng xử, tôn ti và quy ước xưng hô trong ngôn ngữ của người Việt. Chứ nếu ở tiếng Anh thì cũng chỉ là ai du hay tiếng Trung là quơ nị mà thôi. Ở một số cao tăng, họ vẫn xưng bằng tôi hoặc pháp danh khi giảng pháp. Còn sư Minh Tuệ xưng con với tất cả đại chúng. Hiểu sâu hơn, đó là ông đang thực hành phá chấp ngã, tức là ông không quan niệm mình là thầy, bỏ qua cái tôi mà khiêm hạ với mọi người. Rõ ràng đây chính là tinh thần vô ngã. Hiện tại trên bước đường tu, sư đến đâu, dân chúng cũng kéo theo hàng trăm đến hàng ngàn người. Trong đó, không ít YouTuber, TikToker, Facebooker. Điều đó khiến nhiều người lo lắng vì vấn đề an ninh hay sự phiền nhiễu cho việc tu tập của sư. Theo tôi, chúng ta chớ vội mà trách cứ, chửi bới những người làm các kênh mạng xã hội. Hãy nhìn vào mặt tích cực của họ, vì nếu không có họ thì làm sao tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp lan tỏa về một bậc chân tu. Và với thời đại này, cũng cần nhìn nhận rằng việc hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sinh, chia sẻ những điều tốt đẹp sẽ rất hữu hiệu khi có sự hỗ trợ của truyền thông và mạng xã hội. Nếu không thì làm sao Phật tử ở Việt Nam biết đến những bài giảng của sư Pháp Hòa hay Tịnh Không và những bậc cao tăng khác nữa? Mặt khác, sự tụ tập của họ cũng là một phép thử để sư Minh Tuệ thực hành chế ngự tâm. Khi được nhiều người chú ý sùng bái, giái lại, nếu sư khởi lên cái tâm mình là quan trọng, là trung tâm, là ngôi sao, thì ngay lập tức, sự rơi vào ngã chấp, ngã mạn, tức là tâm tham ái cầu danh. Nếu họ dây quanh, khiến sư không có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt mà khó chịu nổi giận, tức là tâm sinh đã sinh khởi. Cho nên, những tình huống này là một phép thử cực đại trên bước đường trì giới và chánh niệm. Theo quan sát, dù đi bộ cực khổ đến đâu, nhưng lúc nào trên gương mặt của sư cũng an nhiên và luôn luôn nở nụ cười. Có lẽ sư đã đạt đến trạng thái tịch tịnh.
hay nhiều người dân tỏ lòng thương xót cho sư, xì sụp khóc lóc vì chứng kiến cảnh sư đầu trần chân đất dãi nắng dầm mưa. Sự rung cảm này có thể hiểu được, nhưng đó là chúng ta lấy suy nghĩ và đôi mắt của người thế tục. Sự lựa chọn con đường khổ hạnh ấy khiến cho sư cảm thấy được lạc thọ nội tâm, và những trở ngại đó mới giúp sư đến gần với giác ngộ. Lại có người lo cho sư vì những tai họa có thể ập đến bởi những thế lực đen tối. Xin cũng đừng lo. Khi đã chọn con đường này thì phải là một bậc đại dũng. Chả phải sư từng nói, còn cho con sống thì con tu tiếp đó sao? Đây là tinh thần vô quý khi sư đã thấu triệt vô thường, vô ngã. Điều mà ta nên quan tâm là liệu sư có thực sự đã đạt được tâm thái đó hay chưa? Nếu đã đạt thì Niết Bàn cũng không còn xa nữa. Vậy tất cả nên hoan hỷ. Tôi đoán rằng tất nhiên đến một giai đoạn nào đó, có thể là sau khi chứng nghiệm khổ, rèn được thân tâm, sư minh tuệ sẽ ẩn tu. Vì để giác ngộ, khi giới hạnh đã đầy đủ, cần phải thiền để nhập định. Chắc chắn những ảnh hưởng của sư đã khiến cho tiền rơi vào túi một số sàm tăng ít lại. Và cứ cái đà này có khi họ phải bán ô tô bán đất mà tiêu. Cho nên không lạ gì việc chống phá hãm hại sư minh tuệ đang vào guồng rất mạnh. Họ ban đầu bịa ra chuyện giả tu và có cả một ekip quay phim dàn dựng. Họ bôi bát tăng y, gọi áo phân lô bán nền, hay gọi chê cái nồi cơm điện là bình bát không chính thống. Nhưng mà họ làm sao hiểu được sư đã đạt đến cái tâm phá chấp. Sư đâu còn sợ mắc cỡ hay bị quê với mọi người. Và sư cũng có dùng điện thoại hay biết mạng xã hội nói gì đâu. Khi đã chọn đời sống phạm hạnh, sống xả ly, không gia đình, ngủ nghĩa địa, thì trở ngại lớn nhất là gia đình, người thân, mà sư còn vượt qua thì có xá gì. Hèn nhất là họ đã chụp mũ cho sư, gắn cái nhãn tổ chức nước ngoài phản động, dựng lên một ông sư ăn mày để chống phá Phật giáo Việt Nam và phá hoại đất nước. Xin thưa rằng, Phật giáo Việt Nam bị phá hoại bởi những sàm tăng, ma tăng đang được hậu thuẫn và dung túng. Chính họ đã lợi dụng thuyết nhân quả luân hồi để xuyên tạc bịa đặt và hù dọa cho những người u mê, sợ hãi bằng những viễn cảnh ghê rợn ở kiếp sau. Từ đó tiếp tục lợi dụng cúng dường như một phương cách để giải nghiệp báo, cầu phước báo, tăng trưởng công đức. Tiền càng nhiều càng tốt. Người mà có tâm đạo cúng luôn cả nhà cho chùa, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi. Tóm lại là cúng dường và cúng dường. Do đó khi nào các ma tử ma tôn đang trà trộn vào chùa, khoác áo nhà sư mà bị thanh lọc là lúc Phật giáo Việt Nam được chấn hưng. Tất nhiên, khi tán thán về pháp hành của sư Minh Tuệ thì không đồng nghĩa với việc hạ thấp các pháp tu khác ở những bậc chân tu trên đất nước này. Mỗi người một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau, nên không thể ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt ở thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái suy tôn thánh quá sư Minh Tuệ ngay lúc này. Vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến, ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Để thấy rõ được ý nghĩa của việc tu hạnh đầu đà, xin dẫn lại lời Đức Phật khi tán thán hạnh tu của Ngài Ca Diếp. Lành thay Ca Diếp, thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời người đều được độ. Vì sao? Ca Diếp, nếu hạnh đầu đà này được ở đời, thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, thánh tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo,
hãy học như ca diếp tu tập. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình tạo ra. Tâm là chủ nhân của bao điều quả phúc, là ông chủ ra lệnh cho kẻ đầy tớ trung thành của mình để nói năng và hành động tốt hay xấu. Đức Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Chúng ta hãy nương tựa chính mình, bởi vì ta là người tạo ra việc làm tốt xấu, rồi gặt hái kết quả khổ đau hay hạnh phúc. Cầu nguyện hay mong muốn trước hình ảnh của Đức Phật, hay thỉnh các vị thầy để cầu xin được an vui, hạnh phúc và phát đạt về mọi mặt là không thể được. Bởi vì sao? Nhân quả là nền tảng của đạo Phật, cho nên ta phải tránh làm điều ác, mà hãy siêng năng làm việc lành và giữ tâm ý luôn trong sạch. Làm việc thiện hay công đức cúng dường, giống như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng nhân quả. Ngược lại, nếu chúng ta làm việc ác, giống như chúng ta đang vay mượn tiền của ngân hàng, chúng ta phải trả tiền lãi và cả nợ gốc. Khoản vay trên có thể trở thành một gánh nặng cho chúng ta nếu ta không có khoản thu vào. Những người mắc nợ luôn sống trong lo sợ và đau khổ, bởi vì bị chủ nợ hăm he, nói nặng nhẹ và nguy cơ lớn là dẫn đến tù tội. Người biết gieo trồng phước đức, trước tiên là họ sống an vui, hạnh phúc vì thoải mái đầy đủ cả hai mặt, vật chất lẫn tinh thần. Họ sẽ là người giàu có trong hiện tại và mai sau. Phật dạy cho chúng ta 8 cách tạo công đức để sống an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Thứ nhất, bố thí. Thứ hai, giữ giới trong sạch. Thứ ba là thiền tập. Thứ tư, quan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm. Thứ năm là khiêm tốn. Thứ sáu, hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện. Thứ bảy, thường xuyên đọc kinh, nghe pháp. Và thứ tám là hoằng pháp lời sinh. Về bố thí. Bố thí tiếng Phạn là Dana, có nghĩa là sự cho. Còn theo từ ngữ Hán Việt, bố là cùng khắp, thí là cho, có nghĩa là cho cùng khắp, không phân biệt người thân hay kẻ thù. Chính vì chúng ta còn phân biệt, chấp ngã, nên ta chỉ bố thí có giới hạn, dẫn đến không được nhiều lợi ích. Từ cúng dường là nói trại đi của hai chữ cung dưỡng, có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì sai khác. Tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận. Cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn kính thì gọi là cúng dường. Làm người trong trời đất, ai cũng từ cha mẹ sinh ra. Cha mẹ làm nên thân người. Chính vì vậy, ta phải có trách nhiệm, bổn phận, hiếu thảo với mẹ cha, bằng cách chăm sóc về tình cảm tinh thần và cung cấp, dưỡng nuôi lúc cần thiết. Cung cấp những nhu cầu thiết yếu để nuôi dưỡng cha mẹ là đạo lý, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Trong tập quán của người Việt Nam, về việc kính trọng thờ ông bà tổ tiên. Ngoài việc cúng dường cha mẹ, người Phật tử còn có trách nhiệm và bổn phận cúng dường người tu hành chân chính, suốt đời phục vụ vì tám bảo, vì lợi ích chúng sinh. Tại sao ta phải cúng dường người tu hành chân chính? Cha mẹ làm nên thân ta, thầy tổ giúp ta biết được điều hay lẽ phải,
để vượt qua cạm bẫy cuộc đời, không rơi vào hố sâu tội lỗi. Vì vậy, từ cúng dường được dùng đối với các bậc trưởng thượng tôn kính như cha mẹ, thầy tổ, vân vân, là những người có công nuôi dưỡng, dạy dỗ, chỉ bày, giúp ta nên người. Ngoài từ ngữ bố thí, cúng dường, còn có nhiều từ ngữ khác như kính tặng, kính biếu, để nói lên lòng tôn kính của người cho. Từ ngữ bố thí được người Việt Nam sử dụng với nhiều ý nghĩa như cho, tặng, biếu, giúp đỡ, chia sẻ. Tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp của hành động cho. Con cháu đem vật phẩm nuôi dưỡng ông bà cha mẹ thì gọi là cúng dường vật phẩm. Còn ông bà cha mẹ đem của cải vật chất cho con cháu thì tôi gọi bằng từ cho, giúp đỡ hay chia sẻ. Hoặc người dân bình thường muốn đem phẩm vật cho những người có địa vị trong xã hội thì gọi là kính biếu hay kính tặng. Cùng một hành động bố thí mà tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà ta dùng chữ sao cho phù hợp để không làm mất đi sự tôn kính, lòng thương cảm của ta. Là người học Phật, chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng chỗ này để dùng từ ngữ không bị sai lệch mà làm ảnh hưởng không tốt đến hành động bố thí của mình. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an, sợ hãi trong cuộc đời, như mũi tên chỉ đường để ta không bị lầm đường lạc lối. Người Phật tử chân chính, việc thiện dù nhỏ mà ta chịu khó làm thì vinh hoa phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam, ích kỷ của ta được giảm bớt và ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa lòng tham, sẽ tạo cho ta nhiều nỗi khổ, niềm đau cho người khác. Nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong sự bất an, lo sợ và làm tổn hại người khác. Về trì giới, bất luận một cơ quan, đoàn thể, tổ chức nào trong xã hội muốn được phát triển bền vững và lâu dài đều phải có nguyên tắc của nó, kỷ luật chặt chẽ, có quy củ để duy trì giới. Điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn nhằm giúp ích cho con người. Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra. Ngài là một đấng giác ngộ hoàn toàn. Chính vì vậy, những giới luật Phật chế ra nhằm giúp cho chúng ta biết cách ngăn ngừa tội lỗi để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn. Chính vì sự lợi ích lớn lao của giới luật, nên Đức Phật đã khuyên các hàng đệ tử của Ngài phải một lòng nghiêm trì giới luật. Kinh Lời Dạy cuối cùng, Phật báo rằng: gặp thời không có Phật, mọi người hãy lấy giới luật làm thầy. Tùy theo căn cơ, trình độ và hoàn cảnh sống mà chúng ta có thể phát tâm trì giới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin nói về năm giới cho người cư sĩ tại gia. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răn dạy, ngăn cấm nhằm giúp cho chúng ta vượt qua biển khổ sông mê mà không bị sa hầm sụp hố để hành Bồ Tát Đạo, cho đến khi viên mãn thì thành Phật. Thứ nhất, trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì tâm ý bị chi phối những dục vọng thấp hèn. Như chúng ta trì giới vì háo thắng, để được mọi người khen ngợi, rồi cho mình hơn người nên ta trì giới, và coi thường khinh dễ người phạm giới. Trì giới như thế là giả dối, đánh lừa mình và người khác. Thứ hai là trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là dâng theo lời Phật dạy
mà tùy theo khả năng phát nguyện, gìn giữ, không vì háo thắng, không vì danh lợi, không bị các thế lực hoàn cảnh ép buộc mà làm. Người Phật tử chân chính, có tài thí, pháp thí, mà không biết gìn giữ giới pháp, thì không thể hết phiền não, tham sân si, nói chi là thành Phật. Vì người ấy một mặt làm phước, để vui chơi hưởng thụ, nên dễ gây nhiều tội lỗi cho người khác. Ngược lại, người Phật tử chân chính luôn tâm niệm rằng, mình trì giới để có cơ hội sống tốt hơn, giảm bớt những thói hư, tật xấu, và sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia khi gặp người bất hạnh. Khi mọi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi, hỷ sẽ phát sinh, làm cho ta biết bao dung và tha thứ, biết đóng góp và sẻ chia, và thương yêu trong hiểu biết, không thấy ai là kẻ thù, chỉ có người chưa thông cảm với ta mà thôi. Sự tu sửa chỉ cốt thực hành. Dù chúng ta có thông minh tài trí đến đâu, thâm hiểu giáo lý cao siêu, mà không thực hành thì giống như người đói mà ăn bánh vẽ vậy, chỉ uổng công vô ích. Chính vì vậy, chúng tôi xin chân thành khuyên nhủ quý Phật tử, sau khi đã quy hướng Tam Bảo làm đệ tử Phật rồi, kế đến là chúng ta phát nguyện giữ giới. Từ giữ một giới, cho đến khi nào giữ trọn vẹn năm giới, coi như ta đã thành tựu 3/4 con đường. Phần còn lại sẽ kết hợp với buông, xả và dấn thân hành Bồ Tát Đạo, đến khi thành Phật viên mãn mới thôi. Trì giới là tránh không làm hại người khác qua lời nói hay hành động, như giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối hại người và uống rượu say sưa, sử dụng các chất kích thích độc hại như xì ke, ma túy. Những việc này có thể làm tổn hại mình và người khác. Giữ giới giúp chúng ta loại bỏ sự căng thẳng bồn chồn, lo lắng phát sinh từ các hành vi sai trái. Khi chúng ta giết hại, nói dối, lừa đảo hoặc trộm cướp của người khác, hiện tại bị tù tội, mai sau chịu nhiều quả báo xấu và sẽ bị đọa vào 3 đường dữ: địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Giới có công năng hỗ trợ, giúp cho thiền định và trí tuệ phát sinh. Nhờ vậy, ta dễ dàng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc. Thiền tập giúp chúng ta thanh lọc các phiền muộn khổ đau do ham muốn quá đáng như tham, sân hận và si mê, ganh ghét, tật đố, ích kỷ, bỏng sẻn, vân vân. Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn đau khổ. Thiền tập giống như tẩy các chất xú quế ra bên ngoài bằng cách tắm rửa, đi tiểu và đi đại. Để cho thiền tập đạt được kết quả tốt đẹp, chúng ta phải giữ giới trong sạch. Người giết hại hay trộm cướp của người khác khó đạt được thiền định, vì trong tâm của họ còn quá nhiều toan tính, lo lắng và sợ hãi. Nhờ giữ giới tinh nghiêm, ta dễ dàng phát triển định tuệ đồng thời. Ngay khi định là có trí tuệ, nên ta dễ dàng buông xả những tâm niệm xấu ác làm tổn hại người khác. Ta sẽ dùng cái thấy, cái nghe hay biết để biết rõ mọi cử chỉ hành động trong sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác đó giúp ta làm chủ được những ý nghĩ, lời nói, hành động đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta tỉnh giác, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ta thấy nghe hay biết trong sự định tĩnh sáng suốt, thường biết rõ ràng mà không phân biệt vọng động. Khi ta tỉnh giác là ta đã có mặt trong từng giây phút của sự sống. Nhờ vậy, mỗi giây phút của sự sống là sự bình yên hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là một tặng phẩm quý giá cho những người biết cách thiền tập trong mọi hoàn cảnh. Đây là một việc làm rất đổi bình thường. Khi chúng ta biết tỉnh giác trong từng phút giây,
chúng ta sẽ nhận diện và an trú những gì đang có trong hiện tại. Ta biết như vậy là ta đang thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ vậy, ta sẽ kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói cho đến hành động dễ dàng. Tắm dưới vòi nước tươi mát, ta gội đầu kỳ cọ, cảm nhận được dòng nước tươi mát trong sạch, trong trạng thái an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn không đánh mất chính mình. Khi ta làm việc gì, ta biết việc đó. Đừng để mọi suy nghĩ tư tưởng kéo ta về quá khứ hay mơ ước đến tương lai, làm cho ta dính mắc vào những lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, sầu khổ, giận hờn và si mê. Ai có chiều sâu trong tu tập thì tỉnh giác trong từng phút giây bằng cách nhận diện từng dòng niệm mà không cần phải xua đuổi hay bám víu vào nó. Ngay khi đó thì tâm Phật hiện tiền mà vẫn thường biết rõ ràng trong định tĩnh và sáng suốt. Như vậy, ta đang làm chủ bản thân. Hành giả có chiều sâu thì nhìn vọng niệm giống như gió thoảng mây bay, vì lúc nào cũng sống trong tỉnh thức, thường biết rõ ràng. Chúng ta thiền tập trong lúc ngồi, nằm, đứng, đi, làm việc trong vài ba ngày sẽ cảm nhận được bình an, hạnh phúc. Đây là một sự thật nhiệm màu mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần ta kiên trì trong bền bỉ và lâu dài. Chúng ta hãy tập sống sâu sắc và thảnh thơi như vậy trong khi ăn uống, đi tiểu, đi đại và làm việc thì chỗ nào chẳng phải là thiền. Chúng ta muốn làm chủ bản thân thì tâm ý không được tiếc nuối quá khứ, không mơ mộng đến tương lai mà chỉ sống ngay trong giờ phút hiện tại. Khi tham, ta biết ta đang tham thì sẽ hết tham. Việc làm thức ăn và ăn sáng cũng là loại thiền tập quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Về những việc này, ta phải tự giải quyết. Khi chúng ta nấu nước sôi, pha trà, pha cà phê, nấu cháo, nấu hủ tiếu, chiên cơm nguội, vân vân, chúng ta làm việc gì thì biết việc đó. Tỉnh giác trong làm việc sẽ giúp cho ta biết cách chuyển hóa, soi sáng lại chính mình với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tỉnh giác là cốt thủy của thiền tập, làm cho trái tim ta hiểu biết và thương yêu hơn. Nhờ tỉnh giác trong từng phút giây, giúp ta sống hiểu biết hơn, yêu thương hơn và vui sống bình an, hạnh phúc với tất cả mọi người. Ai cũng có năng lực tỉnh giác. Chỉ cần chúng ta kiên trì thực tập trong điều đặn, thì kết quả sẽ đạt được ngay tại đây và ngay bây giờ. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có mặt là một ngày chúng ta có thiền, có tỉnh, có giác, có biết mà vẫn an nhiên tự tại. Cuộc sống như thế, có gì làm cho ta phiền muộn khổ đau? Tuy chúng ta biết rõ như vậy, nhưng vẫn còn tập khí, tức là thói quen đã huân tập nhiều đời. Đây là những thói quen xấu được lập đi lập lại nhiều lần, nên nó sai sử ta chạy theo những vọng niệm, nhớ nghĩ tiếc nuối về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai mà đánh mất chính mình trong hiện tại. Khi mới bắt đầu thiền tập và đang đi vào thiền tập, chúng ta sẽ bị những thói quen lo lắng, sợ hãi và dính mắc trong tham ái. Chính những thói quen đó đã làm cho ta không an trú, vững chãi được trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên, ta phải kiên trì và bền bỉ để đến một lúc nào đó làm chủ được những thói quen ấy mà không bị cuốn trôi bởi những được mất ta, người. Chúng ta biết cách thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi, trong lúc ăn uống, làm việc hoặc nghỉ ngơi là ta đang làm chủ bản thân mình. Khi chúng ta không tiếc nuối về quá khứ, không bị tương lai làm xáo động, là ta đang sống tại đây và ngay bây giờ. Tóm lại, ta chỉ cần thiền tập trong mọi hoàn cảnh, trong đi, đứng, nằm, ngồi, ta
ta làm chủ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Đó là một thực tế nhiệm màu mà ít ai ngờ đến. Nhiều người cứ nghĩ rằng tu là phải vô chùa, ở hang sâu rừng thẳm. Không ngờ, tu chỉ là đơn giản như vậy. Tùy hỷ công đức là quan hỷ với những ai đã làm những việc thiện lành tốt đẹp bằng cách chia sẻ hay nâng đỡ người khác. Như thấy người khác làm việc giúp đỡ kẻ khác vượt qua cơn hoạn nạn. Đa số chúng ta ai cũng mang sẵn thói quen ganh ghét tật đố, cống cao ngã mạn, tham danh hãm lợi. Bởi có những tính xấu ấy, nên khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, chúng ta liền có phản ứng ngay bằng cách chỉ trích phê phán đúng sai về người đó. Vậy, thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, những điều đem lại lợi ích hạnh phúc cho người khác. Nghĩa là, thấy ai làm việc gì tốt, có công đóng góp lớn cho xã hội, thì ta đều quan hỷ, phát tâm vui mừng và còn tán thán người đó. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, chúng ta quan hỷ vui vẻ với việc làm của người, mừng vì thế gian có thêm được một người tốt và bớt đi một người xấu. Sự quan hỷ vui vẻ giúp cho con người sống yêu thương gần gũi với nhau hơn bằng trái tim hiểu biết. Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi thương xót giúp đỡ người khác. Thấy người bố thí, ta phát tâm tùy hỷ hoặc tìm cách trợ giúp theo. Chính ta đã chuyển hóa được tâm ganh ghét, tật đố, ích kỷ của mình. Phật thí dụ, một ngọn lửa của một cây đuốc, dù đem 100.000 cây đuốc khác đến mồi, ngọn lửa ấy vẫn không bị hao mòn, mà còn làm cho chung quanh đó sáng thêm. Tuy cùng làm một việc làm phước thiện, mà người phát tâm nhỏ hẹp thì công đức sẽ có giới hạn, người phát tâm rộng lớn thì công đức vô cùng tận. Trong kinh Phật dạy, người phát tâm rộng lớn để bố thí vật chất của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt cải. Khi thấy người làm việc bố thí, chúng ta phát tâm tùy hỷ việc tốt của người khác. Chắc chắn người đó sẽ cảm mến ta. Ta tùy hỷ việc làm tốt của người khác, không tốn hao tài sản hay hao mòn sức lực, mà đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho mình và người. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm quan hỷ, mà còn sanh tâm ganh ghét tật đố, khinh chê, coi thường người ấy, làm họ thối bồ đề tâm. Ta và họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chính tâm ích kỷ tật đố, cống cao ngã mạn đã làm cho mọi người càng trở nên xa lánh, không thích gần gũi. Khiêm tốn là một loại đức hạnh làm cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược tính cống cao ngã mạn, chỉ đưa đến sự hiềm thù mà oán ghét lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn mọi người thích gần gũi, mến thương, thì ta phải biết khiêm tốn. Người biết khiêm tốn luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Người khiêm tốn là người luôn có tấm lòng từ bi quảng đại, biết bao dung và độ lượng trong mọi vấn đề. Chúng ta hãy tâm niệm như sau: xin cho tôi được làm đất để mọi người được dẫm lên. Người sống ở đời biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao để làm gương sáng cho người học hỏi bắt chước tu tập theo. Người biết khiêm tốn là đi ngược lại với tâm cống cao ngã mạn, nên được nhiều người mến thương, người trí quan hỷ chỉ dạy và giúp đỡ trong việc làm và tu sửa đạo đức. Nếu chúng ta tìm cầu danh vọng phú quý giàu sang mà không thực hành hạnh khiêm tốn thì khó mà thành tựu như mong muốn. Người hiểu biết nhiều và có điều gì cao thì càng phải khiêm tốn nhiều hơn nữa
đối với những người thấp kém hơn mình. Nhờ vậy, cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, bởi ta biết yêu thương mọi người bằng trái tim hiểu biết. Người Phật tử chân chính phải có lòng yêu thương người vật, biết khiêm tốn nhún nhường trước mọi người và hằng xét lại lỗi mình để tìm cách sửa đổi cho tốt. Như vậy, người khiêm tốn luôn đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhân loại bằng tình người trong cuộc sống với tấm lòng từ bi rộng lớn. Hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện có nghĩa là ta quan hỷ muốn cho nhiều người khác cùng làm việc tốt với mình. Nhờ vậy, nhân loại sẽ bớt khổ đau nhiều hơn. Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho những người đang sống, vì có nhiều người đang sống trong si mê lầm lạc. Chúng sinh ở thế gian đâu phải ai cũng có hiểu biết chân chính, nên mỗi khi ta làm việc thiện hay tu tập được an lạc để hồi hướng công đức cho mọi người cũng được như ta. Ngoài việc hồi hướng phước đức cho những người cùng sống với ta, chúng ta cũng cần phải hồi hướng cho những chúng sinh sống trong cảnh giới quỷ đói, đang thèm thuồng khao khát miếng ăn vật thực bằng sự tưởng tượng của con người. Chỉ cần chúng ta có lòng thành, mỗi khi ăn uống hay làm điều gì có ích cho người, ta hãy hồi hướng cho kẻ dương, người âm được hưởng phần phước báo. Đó là ta đang mở rộng lòng từ bi đến với muôn loài. Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì có ích lợi hoặc thiện lành như giúp đỡ người khác, ta đều hồi hướng để mọi người được chung hưởng. Nói tóm lại, chúng ta muốn việc hồi hướng có lợi ích cho tất cả chúng sinh thì ta phải biết giữ giới, bố thí, thiền tập, tùy hỷ việc làm tốt, khiêm tốn, không cống cao ngã mạn và vận dụng lời Phật dạy để ngày càng được sống tốt hơn bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Dẹp việc nghe pháp. Khi đến chùa nghe pháp, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Nếu nghe xong mà không hiểu gì hết, thật là uổng công vô ích biết chừng nào. Chúng ta tu học như thế thì biết đến bao giờ mới được trí tuệ rộng lớn. Phật pháp tuy khó nghe, nhưng chúng ta đang nghe và đã nghe, chẳng lẽ nghe xong rồi lại trả cho thầy hay sao? Nếu đã như thế, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, biết đây là nghiệp chướng sâu dày do nhiều đời không gieo trồng hạt giống trí tuệ, nên bây giờ mới bị lú lẫn, ngu ngô như thế. Biết được như vậy, chúng ta hãy nên thành tâm sám hối, cố gắng siêng năng, tinh tấn, học hỏi chuyên cần. Tại sao con người nghe một lại hiểu mười, nghe mười hiểu trăm, còn ta nghe xong chẳng hiểu gì hết? Bởi ta không gieo nhân thông minh trí tuệ, nên phải chậm lục hơn người và kém hiểu biết. Biết được vậy rồi, chúng ta phải làm sao cố gắng học hỏi thêm nhiều hơn nữa để thông suốt lời Phật dạy và biết cách tu hành nhằm chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Kinh Phật thường dạy, dặn tư tu, khi nghe pháp rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem xét tìm ra nguyên nhân tốt xấu, đúng sai, để ta bắt đầu tu sửa phiền não, tham, sân, si thành vô lượng trí tuệ và từ bi. Ta không gieo nhân trí tuệ thì làm sao có quả thông minh sáng suốt? Có người sở dĩ họ thông minh sáng suốt là do họ đã học hỏi và huân tập nhiều đời, không có gì là do bỗng nhiên và khi không mà có được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng dốt nát quê mùa, làm nghề đốn củi nuôi mẹ, chỉ nghe một câu kinh liền ngộ đạo và sau đó phát tâm xuất gia tu hành thành tổ, để lại nhục thân cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Trong suốt 8 tháng trời, Ngài chỉ làm một việc giã gạo nấu cơm, ấy thế mà Ngài được truyền y bát làm vị tổ thứ 6 lịch sử Thiền Tông Trung Hoa.
Sau này, Ngài đã báo trước ngày giờ ra đi trước 3 tháng và để lại nhục thân không bị hoại cho đến tận ngày hôm nay. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta cố gắng học hiểu rõ ràng nghĩa lý lời Phật dạy, để rồi sau khi ra về nhớ đó mà ứng dụng thực hành. Nghe học như thế, thực sự mới có lợi ích thiết thực và xứng đáng là người Phật tử chân chính. Nếu chúng ta đã đến chùa, khi nghe thì hiểu, khi về thì quên, nên đụng chuyện phát sinh đủ thứ phiền não, làm cho mọi người mất niềm tin và không còn muốn tu học nữa. Tu học như thế, vô tình phỉ báng Phật Pháp. Cho nên, chúng ta phải cố gắng tu học trí tuệ rộng lớn để chuyển hóa u mê, tối tâm thành trong sáng, thanh tịnh, chuyển hóa khổ đau thành an vui hạnh phúc. Nghe Pháp và tu học như vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Hoằng pháp lợi sinh có nghĩa là giúp đỡ người khác biết được Phật Pháp như mình, tính sâu nhân quả mà tránh xa điều xấu ác. Giáo pháp của Đức Phật rất vô cùng hữu ích và có thể tạo cho người khác vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng cách làm mới lại chính mình. Thời Phật còn tại thế, việc chú trọng đến tính giác ngộ và sự bình đẳng giữa con người với nhau nhằm xóa bỏ mọi giai cấp thống trị. Chính vì thế, sau khi chứng ngộ, Phật thấy được tính bình đẳng trong mỗi chúng sinh, vì mê chấp mà có sai biệt nghiệp lực. Do phân định giai cấp ở Ấn Độ mà con người bị đóng khung an phận trong giai cấp của mình, không có óc cầu tiến để vượt thoát nỗi khổ niềm đau. Hoằng pháp vào thời Đức Phật đem lại giá trị bình đẳng giữa con người với nhau, không còn lệ thuộc bởi đấng quyền năng. Phật dạy, vì lợi ích cho chúng sinh, quý thầy hãy đi khắp nơi, không đi hai người một chỗ, để hướng dẫn cho mọi người biết được đạo giác ngộ, giải thoát. Ngài bảo, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngày xưa, việc hoằng pháp rộng rãi đến các tầng lớp mọi người, Phật kêu gọi tứ chúng phân bổ khắp nơi để tiện việc truyền bá đạo giác ngộ cho mọi người. Ngày hôm nay, việc Phật giáo đi vào xã hội với phương châm tốt đạo đẹp đời đã bắt đầu được hình thành nhưng còn rất ít. Nghĩa là, chúng ta ngoài việc giúp đỡ vật chất cho người qua cơn túng thiếu, ta còn phải chỉ cho họ có đủ niềm tin về nhân quả mà tìm cách dứt ác làm thiện. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm nay, đi vào các vùng sâu, vùng xa, đi vào các trung tâm bảo trợ, đi vào các trường học để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách, kêu gọi mọi người cùng kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống. Việc làm của Phật giáo giúp cho con người cái cần câu, chứ không chỉ cho con cá. Nghĩa là chúng ta đem giáo lý bình đẳng nhân quả để họ thức tỉnh mà biết cách gieo trồng phước đức nhằm vươn lên vượt qua hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh. Phật giáo trong thời đại văn minh tiến bộ cần phải hòa nhập vào cộng đồng xã hội qua nhiều lĩnh vực cụ thể. Giáo dục hạnh phúc hôn nhân gia đình, kiến thức môi trường sống, giáo dục trẻ em, kinh tế, tài chính, quản trị, tổ chức đào tạo gia đình Phật tử. Chúng ta phân biệt rõ hai lĩnh vực. Một bộ phận chuyên tu, không bận tâm đến vật chất, để tĩnh tâm mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Mặt khác, bộ phận hoằng pháp cần phải giao tiếp với xã hội để tạo những phương tiện truyền thông dung hợp đạo đời. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh. Đạo Phật không thể an bần lạc đạo như quan niệm xưa kia. Đức Phật không cấm chúng ta làm giàu, chỉ cấm làm giàu bất chính, thiếu đạo đức mà thôi. Nếu chúng ta an phận và nghèo vật chất, thì lấy gì giúp đỡ người bất hạnh?
Phật tử ngày nay có quyền làm giàu để có điều kiện đóng góp giúp đỡ xã hội về mọi mặt mà vẫn giữ được đạo tâm trong sáng. Phật giáo ngày nay, nếu biết kết hợp hoằng pháp với các sinh hoạt từ thiện, sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người hơn. Dĩ nhiên, cái nghèo cái đói là bệnh trầm kha, cứu trợ giúp đỡ chỉ là giai đoạn nhất thời, công việc như thế chỉ là muối bỏ biển. Chính vì thế, Phật giáo giúp đỡ vật chất để có cơ hội khuyên nhủ mọi người tính sâu nhân quả, thể hiện lòng biết ơn và cố gắng tránh ác làm lành, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, tạo công ăn việc làm và vốn liếng để người bất hạnh vươn lên làm mới lại chính mình bằng tình người trong cuộc sống. Như vậy, hoằng pháp lợi sinh cũng là việc cần xét đến, nhất là tại đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo khó. Phật giáo lợi sinh cả vật chất lẫn tinh thần là một việc làm mang ý nghĩa tốt đời đẹp đạo. Người Phật tử chân chính khi tu học có an lạc hạnh phúc, trước tiên khuyên nhủ gia đình người thân có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Nhờ vậy họ sẽ tránh xa điều ác mà hay làm điều lành. Rộng ra hơn nữa là chúng ta sẽ hướng dẫn bạn bè, đồng nghiệp cùng bà con xóm giềng quy hướng về Phật Pháp để cùng nhau sống tốt hơn. Một người biết tu hành thì gia đình an vui hạnh phúc. Cả xóm biết tu thì mọi người sẽ thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người cùng tu thì đất nước sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội và cùng vui sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật. Nói tóm lại, tám pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta vừa có cơ hội hoàn thiện chính mình về nhân cách đạo đức mà còn có điều kiện dấn thân phục vụ tha nhân nhằm làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau để mọi người sống với nhau bằng trái tim thương yêu và hiểu biết. Trong tình yêu, nếu chẳng thể đến với nhau, thôi đành coi như duyên phận đã tới cuối đường, rằng chỉ có thể cùng nhau đi một quãng thế thôi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn lời Phật dạy về ba vô thường giúp con người vượt qua cảm giác thất tình. Thưa các bạn, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn yêu nhau, nắm tay và đi hết con đường. Có khi tình yêu dang dở, đứt gánh giữa đường, người ta dễ rơi vào cảm giác thất tình, đau buồn, chán nản. Cảm giác thất tình, có lẽ mọi người trên trái đất này đều đã ít nhất một lần trải qua. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ. Không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau, nhớ nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có. Cố gắng có khi lại chẳng thành. Ở đời có câu, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cấm liễu, liễu lại xanh. Là gì như vậy? Tại sao như vậy? Là gì như thế? Tuy nhiên, con người cũng nên hiểu rằng, hôm nay có duyên phận không có nghĩa là cả đời có duyên phận. Có thể người ta chỉ đi được cùng nhau một quãng đường nào đó mà thôi. Mất đi rồi, cũng không nên quá ủ rũ, đau buồn làm gì. Càng không thể nghĩ rằng thế giới này sụp đổ. Bởi làm như thế chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Người mất đi nhất định không phải là người thích hợp nhất. Vật mất đi nhất định không phải là vật tốt đẹp nhất. Bởi vậy khi thất tình, chúng ta đừng nên nghĩ đó là một cái gì đó quá ghê gớm, rằng tình yêu của chúng ta vĩ đại, không thể thay thế, rằng anh ấy, cô ấy là người tuyệt vời nhất, mà nên nghĩ rằng đó
chỉ là một giai đoạn sinh học nhất thời của chúng ta, như bị ốm vậy. Dần dà theo thời gian khỏi bệnh, cơ thể chúng ta sẽ lại bình phục. Khi đó, nhìn lại, chúng ta thấy mình ngày xưa vật vã thật là buồn cười. Đức Phật dạy rằng, tất cả những gì trong thế gian đều biến đổi, hư hoại, đều là vô thường. Chúng ta đau khổ bởi cứ hy vọng tình yêu này là mãi mãi. Ta hãy cùng tìm hiểu vì sao như thế. Vô thường có ba: thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Nói về thân vô thường, thân thể của bạn không mãi mãi khỏe mạnh, không thể trẻ mãi không già. Từng sát na, từng giây trong thân bạn biến đổi, từng tế bào chết đi, tế bào mới lại sanh ra. Các bạn không có phương pháp bảo vệ bản thân. Lỡ một ngày bạn bị ung thư, nhan sắc tàn phai, bị bệnh nan y, liệu người yêu của bạn có còn mặn mà với bạn như xưa hay không? Về tâm vô thường, chúng ta phải biết rằng, lòng người thay đổi, đổi thay. Con gái thì sáng nắng, chiều mưa, trưa là giông bão. Con trai thì chẳng biết đó là Lý Thông hay là Thạch Sanh. Chẳng ai mà đoán cho được. Người thì đi du học, người thì đi làm ăn xa, kẻ ở nhà mòn mỏi chờ đợi. Rồi qua năm tháng, xa mặt cách lòng, chẳng mấy ai mà giữ được cho cái tình yêu thuở đó. Có thể bạn đang có một tình yêu đẹp, nhưng cũng phải nhận ra một sự thật là trong tình yêu đó luôn ẩn chứa một sự đổ vỡ, bởi vì đó là vô thường. Người Phật tử biết như vậy nên luôn sẵn sàng đón nhận những điều bất trắc có thể xảy ra trong tình cảm. Nhờ vậy, tránh được những hành động tiêu cực như bị sốc, thất tình, tự tử, vân vân. Về hoàn cảnh vô thường, có nghĩa là vạn vật trước mắt bạn luôn thay đổi, tình thế thay đổi, cuộc đời thay đổi. Yêu nhau thật nhiều, nhưng cũng không thể được gần nhau. Thí dụ như chiến tranh, thiên tai, tử nạn. Một khía cạnh khác của hoàn cảnh vô thường. Thí dụ, bạn Dần và bạn Mùi, trước nghèo thì sao cũng được, bỗng dưng giàu có thì chẳng nhìn mặt nhau. Có một chuyện khác, bạn Sửu tích góp tiền để giúp cho bạn Tí, người yêu bao năm ăn học đàng hoàng. Đến khi tốt nghiệp thì người yêu lại gạt bỏ và yêu một người khác cùng đẳng cấp xã hội, có trí thức, chứ ai lại mặn mà với bạn Sửu, một người nghèo ít học nhưng chỉ có tấm lòng. Trường hợp hoàn cảnh thay đổi như vậy, thử hỏi bạn Sửu có chịu nổi áp lực này hay không? Người con Phật nên nhìn trước được hoàn cảnh để gìn giữ hạnh phúc của mình. Nhân duyên qua lời dạy của Phật, sâu sắc, giản đơn. Con người ta tốt hơn, hãy mở rộng tấm lòng của mình. Cái mất đi là cái đáng quý. Bởi mất đi cho ta tự nguyện, do duyên phận của đời ta. Cho nên, dù nhiệt tình như ngọn lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước, thì cũng là đoạn tình cảm đã qua. Duyên phận đi tới cuối đường, buông tay cầu thanh thản. Nghe lời Phật dạy, bốn nguyên tắc giải thoát khỏi sự nghèo khổ. Thưa các bạn, chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo, dù đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp cho các bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. Thứ nhất là không bao giờ nên mong giàu. Nguyên nhân của những dằn vặt đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khát khao được giàu có. Tuy nhiên, phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích của chúng ta, giúp người, giúp đời. Còn như suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền, thì tiền càng không đến. Càng mong muốn nhiều tiền, thì tiền càng không có. Nguyên tắc thứ hai là phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền
và ráp vẻ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền biến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu rồi vênh mặt lên coi thường tất cả. Cái ráp vẻ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp cho ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Nguyên tắc thứ ba là biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời, mà nếu giàu thì chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo vì họ chưa từng trải qua. Cho nên hãy vui mừng vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu, là nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Nguyên tắc thứ tư là dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Thời xưa, có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. Tiếp theo là lời Phật dạy trong cuộc sống để chúng ta tâm an. Thưa các bạn, khổ đau hay hạnh phúc gì đó chỉ là cảm giác. Và cảm giác ấy do chúng ta tự tạo nên. Người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc và người hạnh phúc chưa chắc đã giàu sang. Vì vậy, hãy bình thản đón nhận mọi chuyện với tâm thế vô tư, tự tại để rèn luyện cảm giác hạnh phúc cho chính mình. Dưới đây là những lời dạy của Đức Phật. Hãy chiêm nghiệm và suy gẫm nhé. Thứ nhất, có đôi khi chúng ta mãi miết tạo ra những mối quan hệ mới để cho cuộc sống bớt trống trải mà quên mất rằng có những người bạn thân thiết, chỉ đến khi họ mất rồi, ta mới thực sự hiểu cô đơn là gì. Thứ hai, đôi khi chúng ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhằm mua tình cảm của những người mới quen mà quên mất rằng ở đâu đó có một người trao cho chúng ta cả trái tim mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Thứ ba là có đôi khi trong đỉnh cao của sự nghiệp, chúng ta cứ thế đắm chìm trong những lời hứa tâng bốc nịnh nọt của những kẻ xa lạ mà quên mất rằng ở một nơi nào đó có người vẫn trung thành hy sinh vì chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở dưới đáy của xã hội. Thứ tư là có đôi khi chúng ta cho rằng cuộc sống hạnh phúc là phải có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mà quên mất rằng với ai đó được nhìn thấy chúng ta ăn cơm hàng ngày là lẽ sống của cuộc đời họ. Thứ năm là cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy sống cho thật đáng để không hối hận khi không còn được sống. Thứ sáu là cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó với nhau. Thứ bảy, Đức Phật nói rằng bí quyết để khỏe mạnh hàng ngày cả tâm hồn, thể xác gồm 4 điểm thế này. 1. Quên chuyện quá khứ. 2. Đừng lo cho tương lai. 3. Sống bằng hiện tại. Và 4 là không được thở dài. Thứ 8. Người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Thứ 9. Đôi khi mình không thấy được nguồn gốc của những phiền não khổ đau trong tâm mình như là giận hờn, bất mãn, oán hận, lo lắng buồn phiền. Mình cứ đổ lỗi cho người này, cho người kia,
đổ lỗi cho điều này, điều nọ. Ít khi mình nhìn thấy trách nhiệm của chính mình vì tham, sân, si, vì lòng tự tôn hoặc tự ti, tự ái, lòng ích kỷ vân vân mà mình có thái độ, cách hành xử, có lối sống không hay không đẹp, hoặc tự mình làm khổ nhưng mình lại không thấy điều đó. Kiếp trần gian chỉ là kiếp tạm. Cuộc sống của con người luôn có dòng luân hồi. Ai biết được nhiều chân lý thì người đó sẽ có sự thanh thản, thật biết vì những lời dạy của Đức Phật với chúng con. Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh, đối chiếu, ước lượng với một điều gì đó. Như trời xanh để ước lượng về sự cao thấp, như địa cầu để so sánh với nặng nhẹ, như gió cuốn để đối chiếu với sự nhanh chậm, như cỏ cây chen chúc để nói về số lượng ít nhiều. Dù không mấy chính xác so với các đơn vị đo lường hiện đại, nhưng cách tiếp cận của người xưa lại gần gũi, dễ liên tưởng và hình dung hơn. Khi một vị trời hỏi Thế Tôn về vật gì mà cao hơn trời, nặng hơn đất, nhanh hơn gió và nhiều hơn cỏ, Ngài đã nhanh chóng trả lời rằng: giới nặng hơn đất, mạng cao hơn trời, hồi tưởng nhanh hơn gió và tư tưởng nhiều hơn cỏ. Trời hỏi cũng rất hay mà Phật đáp cũng khéo vô cùng. Không chỉ khéo, lời đáp của Thế Tôn mang ý nghĩa đặc biệt, gợi lên những ý chỉ sâu xa về sự tu học, hiểu rõ mình hơn để chuyển hóa tâm thành tựu giới định tuệ. Có một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước sắp về. Bây giờ có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Tự thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cây cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà. Phật dạy về thấy biết lộn ngược và thấy biết như thật. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: vật gì nặng hơn đất? Vật gì cao hơn không? Vật gì nhanh hơn gió? Vật gì nhiều hơn cỏ? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: giới đức nặng hơn đất, mạng cao hơn hư không, hồi tưởng nhanh hơn gió, tư tưởng nhiều hơn cỏ. Bây giờ thiên tử kia lại nói kệ: đâu thấy Bà La Môn đã đạt bát niết bàn, qua rồi mọi sợ hãi, vượt hẳn đời ái ân. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói quan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật liền biến mất. Kinh Tạp A Hàm, kinh số 1298. Thế Tôn khẳng định giới đức nặng hơn đất. Địa cầu với sơn hà, đại địa là nền tảng để mọi sự vật nương vào, đứng vững, vươn cao. Giới đức nặng hơn địa cầu, vì giới là nền tảng của mọi thiền pháp. Chỉ cần có giới, nương tựa vào giới, tất nhiên người con Phật có đầy đủ tư cách đạo đức làm người, làm trời, làm thánh, trở đến làm Phật. Mạng chính là ngã mạng, cống cao, không xem ai ra gì, ta là số một. Thế Tôn dạy, mạng cao hơn hư không, cao hơn cả trời. Thế mới biết, chấp thủ tự ngã dính mắc vào cái tôi và của tôi rất khủng khiếp, chót vót tận trời xanh. Mọi khổ đau trở ngại đều có nguồn gốc từ sự chấp ngã này. Nhớ nghĩ về một điều gì đã xảy ra trong quá khứ, gọi là hồi tưởng. Chỉ một sát na hồi tưởng, lập tức quá khứ hiện về, nhanh chóng đến độ gần như tức thì. Xem ra, gió lốc chậm chạp hơn rất nhiều so với tâm hồi ức của con người. Vì nhanh chóng như vậy, nên con người hay hồi tưởng về quá khứ, rồi vui buồn theo, chìm đắm trong quá khứ mà bỏ quên hiện tại. Tâm hành suy nghĩ nghĩ tưởng, nói chung dấy khởi liên tục trong tâm. Nên Thế Tôn dạy rằng, tư tưởng nhiều hơn cỏ. Những ai từng ra ngoài thiên nhiên ruộng đồng sẽ thấy rằng cỏ cây chen kín mặt đất. Vì tâm nghĩ tưởng mông lung bất tận,
Nên kinh điển thường thí dụ như ngựa phi ngoài thảo nguyên, như khỉ chuyền cành trong rừng rậm. Ở đây tư tưởng được ví như cỏ dại tràn lan, vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức chính là những ý niệm này. Thấy rõ giới là nền tảng, nên dung bồi gốc giới, biết ngã mạn cao ngút trời, nên giảm bớt tự mạn cống cao. Hiểu những hoài niệm, dục đến nhanh hơn gió cuốn, nên giữ tâm chánh niệm. Nhận ra tâm vọng giấy khởi, dày như cỏ dại, nên lắng động và tịnh trừ. Chúc quý thính giả có một ngày thật thư giãn và luôn an lành trong cuộc sống. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, thế gian thấm nhuần lời Phật dạy về duyên nợ, vẫn tin rằng có nợ mới có duyên. Đúng vậy, nợ là khởi nguồn của duyên, duyên là khởi đầu để tạo nên nợ. Dòng luân hồi cũng từ đó mà thành. Duyên của thế gian đến từ nợ của kiếp trước, và nợ của kiếp này dẫn đến duyên của kiếp sau là vậy. Duyên nợ ba sinh trong cõi đời qua lời Đức Phật tự như là gió thoảng mây bay. Người đến rồi đi, ai vì ta mà ở lại? Cốt cũng bởi còn duyên hay hết nợ. Ngẫm những lời Phật dạy về duyên nợ, càng thêm biết an yên với cuộc sống, bằng lòng với hiện tại và trân quý những khoảnh khắc gặp gỡ trong đời. Hôm nay, công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media sẽ gửi tới quý thính giả ngắn gọn nhất lời Phật dạy về duyên nợ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe và suy ngẫm. Duyên nợ. Quý thính giả thân mến, trong thế gian người ta thường nói có nợ mới có duyên. Đúng như vậy, duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước. Trong sự tái sinh luân hồi, duyên sẽ tồn tại. Nhân quả ưng quán đời trước sẽ theo duyên này đến đời sau. Thời Đức Phật còn tại thế có câu chuyện, hai mẹ con nhà nọ thất lạc nhau lúc đứa con còn rất bé. Vì chiến tranh nên họ lưu lạc nhau, đến khi họ gặp nhau thì họ không còn nhận ra nhau là mẹ con nữa, mà đem lòng yêu nhau, vì họ thấy có gì đó quyến luyến giữa hai người. Đến ngày họ làm lễ thành hôn, lúc đó Phật đi qua và Đức Phật khuyên ngăn cuộc tình đó. Đức Phật gọi là nghiệp duyên, nhưng vì họ chống đối quyết liệt, họ phải đến với nhau cho bằng được. Cuối cùng, Ngài sử dụng thiên nhãn thông giúp cho họ thấy quá khứ của chính mình. Hai mẹ con đã nhận ra nhau. Trong đạo Phật, thì kiếp trước và kiếp này hay quá khứ của kiếp này không hoàn toàn khác nhau mà là một. Một sự chuyển đổi, quán đổi và liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, nhưng nghiệp lực không thay đổi. Lấy ví dụ, hai vợ chồng tương giao sống với nhau hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên người vợ hay người chồng lại có thêm người khác bên ngoài. Đó là nhân quả của duyên và nợ. Điều này bị xã hội vô cùng lên án, đó là vi phạm đạo lý làm người, là tội lỗi nặng nề. Phật giáo thì xem đó như là món nợ mà người đó phải trả, hoặc chính họ tạo ra một nghiệp mới. Đến với đạo Phật, phải biến chuyển đổi tình cảm và nợ duyên đó thành phước lành, giúp cho mình tinh tấn trong việc phụng sự đạo Pháp, mới mong được giải thoát khỏi nợ duyên đó, để hướng đến cuộc sống an lạc, hạnh phúc ngay tại đời này. Còn đối với những người không thấm nhuần giáo lý cao siêu, nhiệm màu của Đức Phật, thì xem nó như là một trò chơi tình ái và dục vọng. Vì vậy mà nghiệp vẫn còn và tự chuốc lấy khổ đau. Khi gia đình ly tán, ghen tuông, kiện tụng đeo đẳng đời sống của ta, và do vậy luân hồi duyên và nợ. Trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều thắc mắc khó lý giải như: vì sao ở thế gian có đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủi rồi chia tay? Vì sao có đôi bạn trẻ yêu nhau rất lâu, khi sắp thành hôn lại bỏ nhau? Đó là duyên nợ đã hết. Vì sao hai người vừa gặp nhau trong giây lát đã tin tưởng và yêu say đắm? Vì sao có đôi vợ chồng, người vợ bị đánh đập, mắng chửi tàn nhẫn nhưng vẫn tận tâm chăm sóc chồng không bỏ được?
vì sao có người luôn quan tâm, lo lắng và hết mực yêu thương người bạn đời của mình hơn cả chính mình. Tất cả là gì? Nợ, duyên vẫn còn. Đó là nghiệp của mình tạo ra ở kiếp trước nên mình phải trả. Là người con Phật phải biết tu tập lấy tâm từ bi quá giải nghiệp chướng mới mong thoát khỏi luân hồi duyên nợ. Đó mới là trách nhiệm của người có hiểu đạo Phật. Và cứ như vậy, ta tu tập từ đời kiếp này sang đời kiếp khác, thì chúng ta tìm đến cái duyên Phật Pháp. Chúng ta sẽ hưởng phước lành nếu biết tạo cái duyên nợ của thế gian đến với Phật Pháp. Có thể duyên đó đến trong giây lát rồi biến mất, và cũng có thể duyên đó tồn tại mãi mãi đến kiếp sau, vì trong duyên đó còn có nợ. Nhưng còn nợ của duyên thì phải trả, không trả thì còn nghiệp, mà còn nghiệp thì không thể giải thoát. Như vậy, chúng ta phải tu tập ngay từ kiếp này, giây phút này đừng để chậm hơn, để chúng ta có cuộc sống an lạc tương ứng. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt dội. Đừng trách những con người đã một lần làm lỗi. Hãy tự trách mình sao không đủ thứ tha. Tiếp theo, xin gửi tới quý tín giả lời Phật dạy chỉ dạy về nghiệp và số mệnh. Xin kính mời quý tín giả cùng tiếp tục lắng nghe. Quý tín giả thân mến, đạo Phật không phải là ngẫu nhiên luận rồi vô trách nhiệm đối với những hành vi của mình, hay cho rằng mọi chuyện rủi ro may mắn bất ngờ đều do bỗng dưng, khi không tự nhiên mà có. Khái niệm về số mệnh hay số phận là quan điểm của các trường phái triết học như thần ý luận, đa thực giáo, túc mệnh luận, định mệnh luận và thiên mệnh. Sự sống trên thế gian này với thiên hình vạn trạng, phức tạp, đa năng, đa dạng, muôn hình, muôn vẻ, khi thế này, lúc thế khác và vô cùng màu nhiệm. Mọi người sinh ra sẽ có một hoàn cảnh sự sống hoàn toàn khác biệt nhau. Do sự chiêu cảm nghiệp báo quá khứ, nên đời sống hiện tại của chúng ta có sự bất đồng trên mọi phương diện, không ai giống ai. Ta thử đặt câu hỏi, tại sao ta lại sinh ra trong nhà nghèo để chịu cảnh thiếu thốn, khó khăn mà không sinh vào nhà giàu để hưởng cảnh an nhàn phú quý? Tại sao mình đen xấu, bệnh tật mà không được đẹp đẽ như mọi người? Tại sao ta dốt nát quê mùa mà người kia lại thông minh, khôi ngô, tuấn tú? Chẳng lẽ thần linh thượng đế đã sắp đặt an bài như vậy sao? Tại sao sự đời lại trớ trêu như vậy? Đạo Phật có cách nhìn chín chắn hơn nhờ biết suy tư và nghiệm xét, cho nên thấy rõ mọi sự thành bại, nên hư đều do mình tạo lấy, không đổ thừa cho ai hết. Đức Phật là bậc giác ngộ, giải thoát hoàn toàn, nên thấy chúng sinh luân hồi trong ba cõi sáu đường, giống như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường. Nghiệp và số mệnh. Thần ý luận cho rằng, có một đấng thượng đế quyền năng có thể ban phước giáng quả, sắp đặt cuộc sống của con người. Mọi sự khổ vui, nên hư, thành bại trong cuộc sống đều do đấng tối cao này sắp đặt. Túc mệnh luận cho rằng, mọi người sinh ra trong cõi đời này đều có số mệnh do quá khứ đã an bài và sắp đặt. Mọi cử chỉ, hành động đều do quyết định trước của quá khứ. Mọi cố gắng con người đều vô ích. Song, đạo Phật không chấp nhận như vậy. Cái gì cũng đổ thừa cho số mệnh đã định sẵn của đời trước mà không chịu làm mới lại chính mình để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui, hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Thiên mệnh luận cho rằng, có một ông trời quy định cho mỗi cá nhân một số mệnh. Trời kêu ai nấy dạ, con người không thể cãi lại lệnh trời. Cho nên, Khổng Tử khi làm việc gì thành công hay thất bại, đều nói do trời là như vậy. Con người không có quyền tự chủ, phải sống lệ thuộc ông trời. Mọi cố gắng của con người không ngoài ý trời. Trời ban cho tất cả, trời kêu ai nấy dạ. Do đó, số mệnh hay số phận
đều dựa theo quan niệm từ xưa. Nó chỉ phù hợp khi con người chưa văn minh, chưa tiến bộ. Ngày nay, khoa học đã chứng minh cho ta thấy rõ nguyên nhân. Không có cái gì chỉ có một nhân mà có thể hình thành. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này là một chuỗi dài nhân duyên. Chúng liên hệ chằng chịt với nhau bằng nhiều móc xích. Theo nguyên lý cái này thì có cái kia, cái này không thì cái kia không. Ai nói trên đời này do một nhân mà hình thành thì ta biết rằng người này chưa hiểu lý nhân quả. Quan niệm trời sinh ra vạn vật cho đến ngày hôm nay không còn phù hợp nữa. Đạo Phật nói rằng tất cả chúng sinh có mặt trên thế gian này đều do nghiệp tạo ra, nên phải chịu quả báo trong đời hiện tại, chứ không có sự sắp đặt của đấng nào cả. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là năng lực được tạo ra từ thân, miệng, ý được lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi lâu ngày trở thành thói quen. Chính thói quen đó có sức mạnh lôi cuốn lại chúng ta. Như khi ta mới tập hút thuốc, khi ấy ta làm chủ muốn hút thì hút, không hút thì thôi. Cho đến khi ta đã hút được vài tháng rồi, thì nó đã ăn sâu vào tâm thức của ta, thấm nhuần vào cơ thể. Lúc đó, ta làm theo sự sai sự của nó, cho nên gọi là nghiệp hay còn gọi là tập khí. Có nhiều nghiệp đã được tạo ra trong quá khứ, cho nên ngày nay chúng ta sinh ra trong đời này có nét mặt, hoàn cảnh, sự sống không ai giống ai, rồi tùy theo sở thích của mọi người trong hiện tại mà tạo ra nghiệp nhân mới. Nếu ai quan niệm rằng con người do trời định sẵn và chịu số phận đã an bài, dù con người có cố gắng thay đổi cách mấy đi nữa cũng không thể thay đổi được. Nói như vậy là chúng ta phủ nhận quyền làm chủ bản thân của con người. Trong khi đó, chúng ta có đủ khả năng suy xét, quán chiếu nhận thức đúng sai và dùng trí tuệ mà soi sáng muôn loài vật. Như chúng ta đã biết, nếu ai chấp nhận số phận đã được định sẵn, thì làm sao con người có thể thay đổi hoàn cảnh cuộc sống mà càng ngày càng được thăng tiến tốt đẹp? Ngược lại, Đạo Phật nói rằng, nghiệp do chúng ta tạo ra từ thân, miệng, ý thì chính mình có quyền thay đổi, chuyển hóa tùy theo khả năng sở thích của mọi người. Như khi chưa biết tu tập, ta có thể trộm cướp, lừa gạt người khác bằng mọi mánh khóe thủ đoạn. Nay ta biết tu tập rồi, thấy đó là hành động không tốt có hại cho mình và người, nên dứt khoát không làm nữa. Trước do ta không hiểu, nên ta làm ăn gian lận, lừa đảo. Nay ta hiểu rõ về nhân quả nghiệp báo, thì ta làm ăn chân chính trở lại để tạo nên nghiệp thiện lành. Như vậy, nghiệp là do sở thích của mình huân tập mà thành. Vì vậy, mình có quyền thay đổi, chớ không cam chịu đầu hàng cho số phận đã an bài. Chính vì vậy, trong hiện tại, ta cảm thọ khổ hay vui, lành hay dữ, ta có thể đoán biết nghiệp trước kia của ta đã tạo nên. Người có ý chí, nghị lực thì sẽ thay đổi, chuyển hóa nghiệp xấu một cách dễ dàng. Còn người chấp nhận theo số phận đã an bài thì vô tình làm mất đi khả năng làm chủ chính mình, để rồi ta mãi sống trong đau khổ, lầm mê, không có ngày thôi dứt. Nghiệp khác với số mệnh ở chỗ, nghiệp có thể thay đổi được, còn số mệnh thì không. Nghiệp nói cho đầy đủ là nhân quả, nghiệp báo. Nói đến nghiệp báo là nói đến nhân duyên, là nói đến sự chuyển biến linh động của nhân quả. Còn nếu cho rằng số trời đã định, gieo nhân nào phải trả quả đó, thì không ai có thể tu hành mà chuyển quá si mê, tối tăm mù mịt thành trí tuệ từ bi.